là người đã điều khiển lùi xe bỏ trốn khi nhìn thấy chốt thổi nồng độ cồn chiều cùng ngày, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng. Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại km 77+770 quốc lộ 18 thuộc địa phận thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì phát hiện ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Toyota màu trắng mang biển kiểm soát 14A549XX có biểu hiện nghi vấn nên vẫy vào làn để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế đã điều khiển xe đi lùi với một tốc độ cao, lạng lách qua hàng loạt phương tiện đang lưu thông để bỏ trốn. Ngay sau đó, tổ công tác triển khai một xe tuần tra kiểm soát truy tìm và dừng chiếc xe trên. Tuy vậy, phải đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác mới tạm giữ được tài xế cùng phương tiện nêu trên khi đang lưu thông tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Qua kiểm tra bước đầu, tài xế này có kết quả âm tính đối với nồng độ cồn và ma túy.